Chào anh chị em. Hôm nay mình giới thiệu là hom lươn. Đây là loài 60 đây các bạn, đã xử lý xong rồi. Rất là đẹp. Rất là đẹp các bạn. Bao nhiêu đó? Có đúng không? Không biết, về hỏi mẹ ra. Đấy. Rất là đẹp các bạn. Hallelujah. Các bạn thấy không? Hom lươn này. Cái đuôi của nó này, fit chứ các bạn. Này, ở phía trong này. Rất đẹp không các bạn? Quá đẹp luôn. Đấy, ngoài ra còn hom 48 các bạn này. Rất là đẹp các bạn. Đấy, ai có nhu cầu thì alo cho mình nha. Xin chào các bạn, hẹn các bạn lần sau.